Xin chào cả nhà thân yêu, một buổi chiều. Đây một buổi chiều trên khu vườn của mình cả nhà. Thì hôm nay Hiền xin mời cả nhà cùng lên khu vườn của mình để mấy trái đậu nó khô hết rồi cả nhà. Mình cũng nhổ dây bớt rồi, cũng còn chờ có một dây ở bên này thôi cả nhà, còn hai dây ở phía ngoài này thì mình đã nhổ hết rồi. Thì nó hết trái rồi đó cả nhà. Thì cả nhà cùng Hiền xem coi Hiền để dành được bao nhiêu đậu nha cả nhà. Chồng thì lần được có một dây hai dây thôi, tại vì đậu thì bò rất là nhiều ấy cả nhà, cho nên mình trồng nó thì mình cũng trồng ít thôi để mình trồng cái thứ khác nữa, thì mình chỉ hái dành dụm được một lần vài ba trái vậy đó cả nhà. Thì mời cả nhà cùng xem với Hiền ha. Với lại mình sẽ hái thêm một món hủ qua nữa, mình sẽ hái món hủ qua này luôn nha cả nhà. Thì đợt này là đợt thứ ba, mình hái hủ qua đợt này là đợt thứ ba, thì cả nhà cùng mình xem hái được bao nhiêu hủ qua nữa ha. Rất là nhiều luôn cả nhà ơi, xin mời cả nhà cùng theo Hiền nha. Đây cả nhà, thì đậu các loại luôn cả nhà. Mình có đậu đậu đen có, đậu đỏ có, rồi dưới một mớ đậu xanh nữa. Thì mình hái để dành đó cả nhà. Mình cầm một cái được một dây hai dây. Thì đây cả nhà ơi, sai rất là sai trái luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ để ra đây rồi cái ngày mai mình phơi cả nhà. Đậu xanh của mình thì cũng được một mớ. Đây là đậu xanh nè cả nhà. Đậu xanh đây. Yeah, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Rồi mình nấu cái củ mình nấu chè ăn mà còn chưa hết nữa cả nhà. Cũng còn cỡ chừng khoảng 300 g nữa, 200 g nữa. Rồi bây giờ mình có thêm một đợt mới nữa rồi nè. Không biết cái này được nửa ký không ta. Cũng nhiều lắm nè cả nhà. Mình đổ nó ra lên ha. Rồi đây cả nhà ơi, thì cái mâm đậu của Hiền cũng được bao nhiêu đây. Thì Hiền sẽ để phơi nha cả nhà. Thì có cái nó cũng đã gớt hột ra rồi nè cả nhà, nhưng mà có cái thì nó cũng chưa ha. Thì mình sẽ phơi, ngày mai mình sẽ phơi một nắng nữa. Mình phơi là tự động cái vỏ nó nứt ra hả cả nhà. Cái nè, đó, tự động đụng vô là nó nứt ra vậy đó. Thì đậu này mình bóp nó cũng rất là dễ ha. Hồi trước á, mình để mình phơi vậy nè cả nhà, cái mình không biết á, mình không có lấy đồ đậy lại á cả nhà. Trời ơi, ổng nứt ra, rồi ổng bung hột ra, bắt đầu ổng lăn trên cái nóc nhà, người ta nghe lắc lắc lắc. Mình không biết cái chuyện gì, sao mình nghe nó cứ nổ bốc bốc, rồi cái nó lăn lên, cái nó lăn ở trên ton đó cả nhà. Thì tới chừng mình đi ra mình coi thì mình mới thấy đậu của mình nó văng ông ơi. Rồi bây giờ mình biết rồi, thì mình để cái mâm này mình phơi xong rồi mình sẽ lấy đồ mình đẩy nó lên ha cả nhà, để cho nó đừng có bị văng ra ngoài đó cả nhà. Mình dành dụm mỗi cái một tí ha, thì mình cũng được một mớ đậu rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi ra mình để đây đi, rồi mình bưng xuống dưới mình để dành mình phơi, mời mình phơi cả nhà. Xong rồi mình sẽ đi ra mình hái hủ qua luôn cả nhà ơi. Đây thì mình sẽ hái ở đây trước ha cả nhà. Rất là nhiều luôn. Mình hái rồi mình ăn mấy cái chín chín đỏ đỏ này cả nhà. Nắng quá nó muốn chín cả nhà ơi, chứ không phải là nó già nó chín nha. Là do trời nắng quá ha. Đây bên này nó đỏ hết trơn rồi đây cả nhà. Nó leo tuốt trên nóc nhà nè. Một dây này được 3 trái. Mình coi ở ngoài cái gỗ này cho nó có nữa. Cà pháo của mình chín hết trơn cả nhà ơi. Coi nè, trái bự bự hết trơn rồi, nó chín hết trơn rồi, nó chín nó vàng hết trơn kìa cả nhà. Đó, cái trái dưới này nó vàng đẹp á không nè. Không có ăn kịp cả nhà ơi, rồi mình không biết cho ai cái này á. Hàng xóm thì cũng bẻ cho người ta được đó, nhưng mà không biết ai để mà cho hết cả nhà.
cái người mình quen á thì mình hỏi người ta, nói người ta không có ăn cái gì hơn nè. Trời ơi, trái bự bự không luôn đó cả nhà, rất là tiếc nha. Còn ớt của mình này cả nhà, trái quá trời luôn nè, trái á, trái ở dưới gốc lên cả nhà, trái nhiều lắm luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thôi. Rồi mới thấy ngày hôm qua không có sao, bữa nay nó lên bẻ này thôi. Ổng chín là có con gì nó ăn đó chứ nè cả nhà, trái qua nó chín rồi có con gì nó ăn luôn rồi. Tiếc ác không. Thì bây giờ mình sẽ để mình trồng lại ở đâu đi cho nó có mọc lên được, nó mọc nha cả nhà. Rồi thì mình sẽ tiếp tục bẻ hú qua nữa cả nhà ơi. Trời ơi, chín quá trời luôn. Đây nè cả nhà, ai ở gần, ai ở gần mình, mình cho cả nhà ơi, quá trời luôn nè. Trái này còn non. Đây, còn cái trái ở trên kia kìa cả nhà, trái trên đó bự quá mà bây giờ thì mình bẻ không có tới cả nhà, để mình đi lấy cái cây mình chọc nó xuống. Ở đây thì cũng còn mà nó còn hơi non, thôi để lại đó đi. Mình đi lấy cái cây mình chọc nó xuống cả nhà. Bông bí mình giờ này nó chuẩn bị nở rồi cả nhà. Còn ở dưới này là cái nụ trái nó nở nữa rồi nè, nó hy vọng là nó sẽ đậu cả nhà ơi. Chắc lụ mình có trái quá trời luôn nha, mình không thấy hả. Đây, bộ trái nhiều lắm cả nhà, nó đã kéo lên như bí luôn. Còn cây ớt ở ngoài hành lang đó cũng trái quá trời luôn. Rồi thì cả nhà ơi, mình hái bao nhiêu đây được cả nhà. Thì bây giờ mình đi xuống mình là lấy mấy cái trái đỏ đỏ này mình hầm một tí, mình hầm chung với giò heo ăn ha cả nhà. Mình hầm mình ăn tối nay. Rồi mình sẽ vẽ, mình lựa mấy trái tốt tốt mình đem cho người ta ha cả nhà. Đây cả nhà, thì đây một mớ giò heo nè cả nhà. Mình cạo rửa nó luộc sơ ngang rồi cả nhà, sạch sẽ rồi. Thì bây giờ nó đang đông đá, mình sẽ gỡ ra một mớ ha cả nhà. Mình sẽ lấy một mớ để mà mình hầm với hũ qua này. Đó, thì hũ qua thì mình lựa mấy trái này nè cả nhà, mấy trái đỏ đỏ nè. Còn mấy trái tốt nè thì mình sẽ đem cho cái cô hàng xóm ha. Tại vì cũng chỉ có một mình thôi cả nhà, thì có ăn một vài trái rồi cũng được rồi. Đây một mớ tốt này thì mình sẽ gửi cho cổ ha cả nhà. Rồi mình sẽ lấy mấy cái trái này nè, rồi mình để nguyên trái về mình hầm luôn cả nhà. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị ha cả nhà, mình bắt nước lên đây rồi. Thì mình sẽ lấy giò heo này mình để vô, tại giò heo này mình làm sạch sẽ hết rồi cả nhà. Rồi đây cả nhà ấy, thì giò heo mình hầm từ sớm giờ nó cũng mềm ha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ để hũ qua vô luôn. Thì hũ qua mình chỉ có móc ruột ra thôi cả nhà, mình để nguyên trái mình ăn cho nó đã cả nhà. Thay vì người ta dồn hũ qua, còn mình thì không có dồn mà mình hầm chung với giò heo cả nhà. Thì nhà mình có cái gì thì mình làm liền cái đó thôi. Chứ giờ này mà đợi ngày mai mua chả nữa thì hết thèm mà. Thì mình lựa mấy trái chín chín này mình ăn nha cả nhà, còn cái tốt thì mình sẽ cho người ta. Chứ mình cho người ta cái chín như vậy thì người ta sẽ không ăn đâu, người ta bỏ thì nó uổng lắm cả nhà. Cho nên mình không có bỏ ha, mình lấy mình ăn. Còn cái tốt thì mình sẽ cho người khác, cho người ta. Rồi bây giờ mà hũ qua thì mình chỉ để vô cho nó vừa chín tới thôi cả nhà. Thì mình sẽ sắc hành mình để vô luôn ha. Đó, thì mình hầm như vậy là xong rồi nè cả nhà. Đó, mình chỉ để cho nó sôi lên một dạo là hũ qua mình nó vừa chín tới thôi cả nhà.
thì nó vừa thấm nước canh thôi ha, chứ mình không có để nó gục gã lắm cả nhà, gục gã thì ăn nó không có ngon. Thì bây giờ mình để hành vô nữa là xong rồi cả nhà. Mình xin mời cả nhà cùng vào nhà dùng cơm tối với gia đình mình ha. Tối thì có mấy con mình cho nên chắc mình không có được quay lại bữa cơm tối đâu cả nhà. Thì con trai mình nó không có, không thích, không muốn lên mạng. Nó sống rất là khép nét cả nhà, cho nên mình không có được quay bữa cơm tối đâu. Mà về giờ mình xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia Thiện ha. Đây hủ qua hầm cả nhà ơi, hủ qua hầm giò heo rất là ngon nha, rất là ngon luôn. Mình tắt lửa rồi nha.